khoảng 17 giờ chiều ngày hôm nay ngày 20 tháng 10, một vụ sâu sắc giữa hai nhà xe khách đã xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng Hà Nội và một phần sự việc đã được người đi đường quay lại. Không rõ ràng nguyên nhân khai mạc từ đâu mà hai bên xe khách có xảy ra tranh cãi, một người con trai mặc áo sơ mi bị hai nam thanh niên ngắn phong quy đánh tới chảy cả máu đầu. Thấy chồng bị đánh, một người đàn bà đã nắm gạt chạy tới giải dậy chị này cũng tỏ ra khá dữ ngăn khi túng lấy án thanh niên kia, không cho anh ta thoát rồi liên tục chất dấn, mày đánh chồng tao thế à. Dụ lộn xộn giữa đường đã ngay lập tức hấp dẫn sự lưu ý của mọi người xung quanh. Đa số đều tỏ ra bức xúc khi một trong hai thanh niên ngắn phong kia đã sử dụng gậy để đánh người. Thấy chồng bị đánh chảy máu, cung phê nắm gạt lao tới giải dây.